Dạ chào các anh chị ạ. À, Nuli Home thì hôm nay sẽ tiếp tục là chia sẻ cái cách để mọi người có thể tính được calo để giúp cho mọi người là trong cái thời gian Tết á, là mình vẫn giữ được cân nặng ha. À, Tết là thường là sẽ không có giảm được cân đâu.